chồng quý anh chị và các bạn, chúng ta lại đến với video tiếp theo trên kênh Lê Lực Tử Vi của chúng tôi ngày hôm nay. Quý anh chị thân mến, trong cái video của ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý anh chị và các bạn là ba con giáp phát tài phát lộc trong cái tuần tới đây. May mắn, cầu tài, cầu lộc, đắc lộc. Vậy thì chúng ta cùng xem đấy là những con giáp nào và liệu rằng chúng ta có nằm trong danh sách ba con giáp này hay không. Thứ nhất đấy là tuổi Dần. Theo tử vi năm 2020 thì người tuổi Dần là một trong những con giáp may mắn về tài lộc trong những ngày tới. Con giáp này sẽ có một tuần rực rỡ với vô số cơ hội để kiếm tiền về tay. Bản mệnh có thể yên tâm rằng chỉ cần cố gắng và nỗ lực để nắm bắt cơ hội thì chắc chắn tiền bạc sẽ chẳng phụ bạn đâu. Hãy vững tin vào bản thân, tự tin rằng mình có thể làm được, chứ đừng từ chối cơ hội khi nó đến với tay mình. Người tuổi này có thể sẽ phải kiên nhẫn chờ đợi bởi đầu tuần là cái thời điểm bạn phải tập trung toàn lực cho cái công việc chính của mình. Từ giữa tuần trở đi, tài vận rực sáng, bản mệnh sẽ có làm được những cái điều từ trước đến giờ mình chưa hề nghĩ đến. Con giáp này cần phải nhớ kỹ, đừng nên vội vàng quá mức, mặc dù tài lộc ở ngay trong tầm tay. Nhưng cũng có thể vì cái sự bốc đồng, sốc nổi của bạn mà tan biến ngay đó. Trong tuần này, hoạch tài khá lớn, báo hiệu vận may bất ngờ ập đến. Con giáp này cuối năm dễ trúng thưởng, trúng số lắm. Có điều đừng vì thế mà chỉ chăm chăm vào mấy trò đỏ đen. Chơi vui còn có tiền, chứ còn đổ tiền vào đó thì chỉ có Tết nhất ám đạm vì chẳng còn tiền tiêu. Và con giáp thứ hai đấy là con giáp tuổi Ngọ. Con giáp phát tài tuần này không thể thiếu được người tuổi Ngọ. Vận may đến với con giáp này phần lớn là vào cuối tuần. Thực ra thì đó là cái thời điểm mà những cái cố gắng và nỗ lực của bản mệnh được công nhận. Con giáp này có thể sẽ khá bận rộn và nhưng cuối cùng những gì bạn nhận được sẽ khiến bạn thấy những gì mình làm thực sự là xứng đáng. Bản mệnh đừng vội thất vọng khi mà tiền mãi không về tay. Cái gì cũng cần có thời gian. Người cười đến sau cùng là người thắng cuộc. Có những lúc thất vọng quá đỗi thì hãy tìm cách để giải tỏa cái căng thẳng cho mình. Nghĩ về những thứ mình muốn chi tiêu khi mà có tiền. Và cứ yên tâm rằng ông trời chẳng phụ công người có công đâu. Những cố gắng và nỗ lực của bạn sẽ mang tới cơn mưa vàng bạc vào cuối tuần này. Chuẩn bị tinh thần, may túi ba gang mà đựng tiền đi thôi. Và con giáp thứ ba đấy là tuổi Mão. Với người tuổi Mão thì trong cái tuần tới đây là cái thời điểm tốt để bạn tăng thêm cái thu nhập cho mình. Bản mệnh có thể sẽ cần đến nhiều sức lực để có thể nắm bắt được hết những cái cơ hội tài lộc đến với mình trong cái khoảng thời gian ngắn ngủi sắp tới đó. Và bắt đầu từ giữa tuần, tài khí sẽ dần khởi vượng. Trước tiên là cái nguồn thu từ công việc chính sẽ gia tăng. Điều này cũng dễ hiểu bởi trước đó là bạn đã làm được cái không ít cái thành quả đáng ngưỡng mộ, xứng đáng được cấp trên khen thưởng. Chuyện vui chưa hết bởi con giáp này sẽ có nhiều may mắn về tiền bạc trong nửa sau của tuần. Sở dĩ nói thế vì lúc này thần tài sẽ luôn sát cánh bên cạnh. May mắn tăng cao, bạn làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ vô cùng. Nhờ được thần tài dẫn dắt nên bản mệnh cũng đỡ mất công mất sức đi đường vòng. Cơ hội ở ngay trước mắt, chỉ cần đưa tay ra là có được. Nếu nói nhàn hạ thì không phải, nhưng so với những lúc khác thì phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mà chưa chắc đã nhận được thành quả do chính mình làm ra. Thì tuần này quả là một tuần tuyệt vời của người tuổi Mão. Bạn hãy tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào với tiền bạc rủng rỉnh trong túi của mình. Và quý anh chị thân mến, trên đây đấy là ba con giáp phát tài cuối tuần này. May mắn mà có, thực lực cũng có, nhưng nói chung là tiền bạc nhiều, không kể xiết. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay là thắc mắc gì thì các bạn hãy ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Và nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Lê Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Và sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những cái thông tin mới nhất khi có video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Và chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, an bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi.